Nam Tép kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay bên em về được một lô loa Mango là S900 các bác nhé, dòng cao cấp của loa Mango. Thì cái loa dòng loa này thì nó nói chung là nhìn thiết kế và về kiểu dáng của nó rất chỉ là bắt mắt, cực kỳ là đẹp luôn, hàng rất đẹp. Lô này thì nói về dòng Mango, dòng series LS của họ thì chúng ta đều biết đó là những cái dòng loa cực kỳ là chất mà giá cũng khá là cao hiện nay trên thị trường. Nếu chúng ta mua dòng này mà Mango này mà nếu như chúng ta mua loa mới thì nó rơi vào tầm hơn 12 triệu một đôi các bác nhé. Tuy nhiên là giá loa bãi thì chắc chắn nó sẽ mềm hơn rồi. Loa bãi thì bên em bán là rằng là 4.200.000 đồng các bác nhé. Trong cái video này em chỉ giới thiệu model là LS900. Ngoài LS900 này em còn có LS10 nữa. Thì cái đó thì em sẽ làm một cái video riêng để giới thiệu nó các bác nhé. Thì cái dòng Mango này thì về thiết kế của nó thì rất là đẹp đây. Phía trước của nó là một cái lớp căng vải bằng nhựa, phía trên này là một lớp nhựa mà nó được phủ mạ chrome. Tuy nhiên là cái lớp mà do vận chuyển là cái này nó bị chớt là không tránh khỏi được, hầu như cái nào cũng bị, chúng ta thấy là cái nào nó cũng bị chớt ở cái điểm này, do cái điểm này nó bị lồi ra các bác nhé, nó bị lồi ra, nó cọ vào thì không tránh được. Ở phía dưới đây thì hai cái lỗ thông hơi của nó cũng đều được là mạ chrome, rất chi là sáng đẹp. Đấy, đẹp về kiểu dáng thì dòng này thiết kế là rất chi là đẹp bắt mắt các bạn, cực kỳ là đẹp luôn. Thì cái dòng Mango này thì nó Mango 900 là S900 này, phải nói luôn cái giá bán của nó thì giá bên em bán là 4.200.000 đồng các bác nhé, giá tại cửa hàng. Bác nào mà cần thay gân ấy thì cộng thêm 100.000 này em thay gân luôn cho, còn nếu không thay gân thì là 4.200.000 đồng, giá chưa bao xiết các bác nhé. Thì cái giá này thì khẳng định là bên em là bán giá tốt, vì là các cái này bác có thể lên trên các diễn đàn, lên chợ các bác tham khảo giá. Rất nhiều các anh em đã từng bán cái dòng loa này rồi, khẳng định là giá bên em là có thể là rẻ hơn với họ có cả 1.000.000 đồng. Vẫn là cái chính sách bán hàng nhất quán xưa nay của bên cửa hàng bên em, đó là bán hàng là giá luôn luôn là tốt nhất, thứ hai là luôn luôn là hàng chuẩn, tức là bên em bán là hàng xịn là xịn mà hàng nhái là nhái. Những cái hàng mặc dù là như dòng này, như dòng loa Mango này là nó là cái dòng loa mắc tiền rồi, thì bên em phải đảm bảo cho các bác là hàng zin và chuẩn cho các bác. Tuy nhiên là cũng không tránh khỏi được trong những cái lô hàng này nó có những cái mà nó chảy xước, có những cái mà nó bị chảy xước thì các bác phải thông cảm cho bên em, vì là 9 bộ làm 10. Ví dụ như là nó có một cái điểm xước như thế này là bên em là không thể tránh khỏi được, vì là đây là các bác xác định là hàng bãi thì cái điều chảy xước là không thể tránh khỏi được. Đấy, các bác phải thông cảm. Đấy, còn hàng thì khi mà gửi cho các bác thì em đảm bảo là hàng em đang còn zin. Thùng là không có vỏ, không có xước mất méo gì cả. Chỉ có trường hợp là vì là các bác biết là cái thùng này là nó bị dán, nó dán một cái lớp nỉ phía trên này đấy, nó rất dễ chảy, nó chảy cái lớp nỉ ra thì nó không ảnh hưởng đến chất lượng cả. Về thẩm mỹ thì hầu như là nó cũng ảnh hưởng không đáng kể, trừ những cái mà nó xấu quá thì bên em sẽ bỏ lại cho các bác. Đó là cái về dòng loa này thì phải nói thế nào, loa này nó cấu tạo là loa 4 đường tiếng các bác ạ, 4 đường tiếng. Tí này em sẽ làm nội thất cho các bác xem 4 đường tiếng. Thứ nhất là phần bát, phần loa chung, phần loa tép và phần loa siêu tép. Đấy. Phần loa này nó có loa siêu tép các bác nhé. Nếu như bác để ý rằng trên chợ nó cũng có những cái dòng loa nha. Đây, quay luôn cho các bác xem. Vì là trên diễn đàn thì nó cũng có những cái dòng loa như dòng loa nó sẽ là 4 tép, nhưng con này thì nó chỉ là 3 tép, tuy nhiên nó có siêu tép cho nên mà nó đã được là đánh giá cao hơn rất nhiều so với những cái dòng loa khác. Đấy. Đây bây giờ em sẽ cho bác xem là ví dụ như đây là cái dòng loa đây. Chúng ta sẽ thấy là cũng là một cái loa Mango, cái kiểu dáng nó như thế. Tuy nhiên là dòng loa này nó sẽ rẻ hơn rồi. Đấy, chúng ta thấy này. Đây. Bát thì nó cũng thế thôi, nhưng mà dòng này nó chỉ là tép bạn. Loa này loa 2 đường tiếng thôi nhé. Đây. Nó chỉ là tép chứ nó không có siêu tép. Nó chỉ là 4 cái tép 4 góc. Đấy, 4 cái tép. Đấy. Dòng này không có siêu tép thì dòng này nó là rẻ hơn so với cái dòng này. Đấy. Thì cái dòng loa siêu tép này thì các bác biết rằng là siêu tép là nó là cái loa hay bên em gọi là loa xì, thì nó chỉ trong những cái dòng loa nghe nhạc nó mới có những cái dòng loa này, nó cho cái tiếng tép nó rất chi là nhuyễn, tiếng tép rất nhuyễn và nó đánh được những cái tần số nó cao, chúng ta nghe được rất chi là chi tiết cái phần nhạc của nó. Thì về ngoại thất của nó thì em đã giới thiệu về thông số kỹ thuật của nó, thì bây giờ đây. Loa đây để em hơi bị bẩn một chút các bác nhé, tại vì nó là hàng bãi mà. Đấy. Đây Mango
đây, 4 quay, thế là 4 đường tiếng các bác nhé. Đoạn này 4 đường tiếng, 2 quay là 2 đường tiếng. Hiện nay là 4 quay, là S900. Công suất của nó là 600W các bác nhé. Công suất của nó 600W. Khá là lớn. Đấy, loa mặc dù là loa bass 25 nhưng công suất của nó là 600W. Loa này thì các bác chỉ cần một đôi này, nếu như chúng ta dùng karaoke gia đình thì quá phải là không thể chê được. Phòng rất nhỏ, về vừa hát vừa nghe nhạc thì nó rất là hay. Thì một cái dòng loa của Nhật rồi, chúng ta không cần nói. Thì cái thương hiệu thì đây là loa Mango này của Nhật các bác nhé. Loa của Nhật. Đấy, thương hiệu của Nhật. Nó, cho nên mà các bác biết là hàng của Nhật thì nó rất chi là nổi tiếng rồi. Thì trước khi đi phần nội thất của nó thì em cũng nói luôn về cái phần này, nó có một cái nhược điểm như chúng ta thấy này. Nó chỉ được có mấy đôi này. Đây một hai đôi nó còn tem thế này, nhưng mà nói chung là nó cũng vỡ sứt thở hết cái tem này không tính. Đấy, nó bị rơi mất. Đấy, nó rơi mất cái tem thì nó chỉ có được một hai đôi thôi, còn đâu là nó bị bóc hết tem. Đây nó bóc hết cái tem này. Đấy, nhưng mà thấy là cái tem nó bóc, nó dán cái tem của hãng này, của quán vào này. Đấy, cho ta KTV của Trung Quốc ấy. Tức là bên Trung Quốc là nó không như Việt Nam mình, nó hay đặt những cái tem nó bóc cái tem của hãng này, nó dán cái tem của nó, dán cái tem của quán ấy, tức là của cái quán karaoke của họ đấy, vào để họ quảng cáo này. Cho nên mà cái lô này thì em muốn đặt mua tem, nhưng mà tự nhiên là đặt không có tem, đặt rất chỉ là lâu và tem nó khó mua. Thì em sẽ nói trước là cái lô này là không có tem, giá này là cũng không có tem các bác nhé. Không có tem thì cái tem này em sẽ gắn cho các bác các tem khác vào, có thể là gắn tem, nói chung là tấm tem rất nhiều các cái tem, tem DK, tem Neso. Đấy, hiện nay đang có cái tem Neso nó cũng dài dài như kiểu thế này, em đang dán vào cái chỗ này rất chi là đẹp. Nói chung là các bác phải chấp nhận cái giá cho em cái, tại vì là em bán cũng rẻ rồi, cho nên các bác cũng không nên đòi hỏi quá cao. Có mấy đôi này thì có tem thôi, nói chung là chắn là sẽ không có hàng, tại vì là đâu rồi được 3-4 đôi, em đếm thấy cả lô này hơn 100 đôi, chỉ sót được có mấy đôi có tem thôi. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi phần nội thất cho bác xem nhá. Bây giờ đây là cái phần nội thất của cái loa LS800 các bác nhá. Chúng ta mở thùng loa. Cái bát thì em đang tháo ra ngoài rồi. Cái thùng loa ra, thứ nhất là về nội thất bên trong, chúng ta thấy là thùng của nó là rất chi là chắc chắn nhá. Làm chúng ta thấy là từ các cái ốc để bắt chia loa nó đều có EQ để nó đỡ, ở phía dưới đây. Đấy. Phần tần của nó thì phần tần khá là lớn. Lớn cực kỳ là lớn luôn. Nếu mà giờ so với các cái dòng loa nằm thì đây là phần tần nó quá là khủng luôn đấy. Nó hơn rất nhiều so với dòng phần tần của loa BMB hoặc các cái dòng loa khác. Đấy, chúng ta thấy những cái con tụ này, đấy, tụ lọc này, tụ đấy, của quần cảm này, chở để cản bớt này. Đấy. Nó chúng ta cứ lấy so sánh những cái dòng loa BMB ra thì phần tần của này nó khá là khủng. Do là cái dòng loa này là dòng loa những 4 đường tiếng, cho nên mà cái phần tần của nó là nó khá là khủng. Nó tách ra được cả 4 đường tiếng. Đấy, tức là gồm có là bát, trung, tép và ngoài là xì, tức là siêu tép. Đấy. Nó có 4 đường tiếng. Do là 4 đường tiếng thì phần tần nó phải khác chứ nó không đi chung được. Giống như cái dòng loa là S1000 thì nó lại chỉ có là 2 đường tiếng thôi. Đấy, nó chỉ là bát và tép thôi, nó không có trung và không có xì. Đấy các bạn. Thì đây. Cái chung của nó bên em tháo đây. Đây chúng ta thấy cái chung của nó đây. Đấy, cực kỳ là to. Đấy. Cái gân của nó là gân vải tẩm dầu luôn. Đấy, gân vải tẩm dầu. Cái cũ 500 này nó bằng cái miệng à, bằng cái miệng của cái loa bát. Đấy, vừa bươn luôn. Bằng cái miệng của cái loa chung luôn. Cực kỳ là lớn. Cái chất liệu làm của nó là khá là tốt, cực kỳ là tốt, cầm rất chi là đã. Cảm giác là đây giống như là một cái chung của loa nghe nhạc thì đúng hơn. Vì là cái phần này chung này nó lấy lời, nhưng mà nói chung là cấu tạo rất chi là xịn các bạn, cực kỳ là xịn luôn. Đấy, chúng ta nhìn cầm rất chi là đã, nặng tay. Đấy. Tháo là cái này cũng cả vấn đề, tại vì là cái củ 500 nó vừa bươn bằng cái miệng rồi, cho nên mà tháo là nó hầu như nó không có cái độ dơ, kéo ra nó khá là vất đấy. Đây là cái loa tép của nó. Loa tép đây. Tép của nó đây. Tép thì nó tép 500 kép. Đấy, 500 kép. Nó cũng là giống như những cái dòng tép thường. 500 kép nó cũng không có nhiều cái nổi bật lắm. Nổi. Đấy. Quan trọng là tép xịn của hãng thì nó vẫn là xịn thôi. Đấy, chúng ta thấy. Đấy. Tép của hãng. Đấy. Còn loa xì. Loa xì hay là gọi là siêu tép đây.
Này, trên cái lọ xì này thì nó có cả cái tem này, sản xuất năm 2012, có tem 7 màu của hãng Mangau luôn. Đấy. Thực ra cái tép này chúng ta nghe là nó cái phần tép tần số cao ấy, tần số cao. Chúng ta nghe có cái tép này thì khi mà chúng ta hát, chúng ta nghe nhạc là tiếng tí tách nó cực kỳ là sướng, gọi là tép xì, nó gọi là tép xì, hay gọi là siêu tép. Tức là có những cái tần số mà con tép này đánh không được thì con tép này nó sẽ hỗ trợ nó đánh được. Đấy, chúng ta nghe cái con tép, nếu như chúng ta nghe bình thường ấy, nghe bình thường mà tắt con tép này, nghe con tép này cứ nghe tí tách con tép này, nói chung là nghe là chất là con tép này này. Đấy. Con tép này là con tép mà nó chất, tiếng nó rất chi là mềm đấy. Tiếng rất chi là dẻo nhưng mà lại tiếng rất hay. Đấy. Nó hơn hẳn con tép này, con tép này nó chỉ đánh được các cái tần số nó cũng là đánh được nhưng mà về độ chi tiết thì con tép này nghe sướng hơn. Đấy. Cho nên mà chúng ta để ý là những cái dòng loa nghe nhạc nó có hay có một con tép này. Đấy. Loa nghe nhạc hoặc là nghe loa mấy dòng loa nghe nhạc cổ đấy, nó hay có một con tép như thế này. Đấy. Để chúng ta hỗ trợ cái phần nghe nhạc nó nghe sướng. Đây cái bát của nó đây. Để em tháo luôn. Cái loa này thì cái bát của nó là nó bị hư gân rồi, em lấy luôn. Tại vì là đường nào cũng tháo cho đi thay gân rồi. Đấy, em tháo ra này. Em bắt ốc ở đây này, không có bắt ốc. Cái ốc này của nó là bằng ốc lục giác các bác nhá. Đấy. Đấy. Đây là để thay gân. Này gân của nó gân mút này. Mục hết rồi này. Đấy, đây giờ vút nó lên này. Loại gân này thì không cần đánh thì nó cũng đến thời hạn nó cũng tự mục. Gần cái mút này nó đặc trưng của nó là thế. Đây như ví dụ như cái phần này chúng ta thấy là cái phần trong là viền này nó có ai đụng với nó đâu, nó chỉ có nhún ở phần ngoài đây nhưng mà trong này nó mục này, xào này đấy, vuốt ăn lên này. Đến tuổi của nó là nó tự mục, chúng ta phải thay thôi. Cái loa này từ sản xuất anh xem này, nó lại nó đề là 2020 đây. À đó, cái phần tép này nó có đề này 2012 các bạn, 2012. À, em xin lỗi nhé, cái này là lời S900. Em cứ nói em cứ nói lộn là lời S800, nó là lời S900 các bác nhé. Đấy thì đây trên cái bát của nó cũng đề là chữ lời S900 rồi, chúng ta thấy là có tem 7 màu của hãng Mangau này, tem là tem chống hàng giả này. Đấy, 500 của hàng xịn, chúng ta thấy là nó có một cái đặc trưng. À, kinh nghiệm bên em bán hàng cũng giống như là ấy, các bác đi mua hàng, thứ nhất là cái nam châm của nó cắt của nó có cái độ bóng, nó độ bóng độ sáng, nó không có bị sẫm màu giống như đấy. Bây giờ em sẽ lấy cho các bác lấy cái hàng rẻ tiền cho bác xem nhá. Đây bên lấy là một cái nam châm, mà nam châm loại rẻ tiền này này, cái loại này này, các bác thấy là cái nam châm này nó có cái độ xịn của nó đấy, cái màu của nó đấy, đặc biệt là chúng ta nhìn này đấy, màu của nó rất chỉ là xịn, nó xịn, nó không có được cả sắc nét như cái nam châm này. Nam châm này dù sao nó có cái độ bóng, chúng ta nhìn nghiêng nó vẫn có cái độ bóng này các bác nhé. Côn loa thì con này côn của nó là côn 51 các bác nhé, côn 51 đấy. Đấy, kinh nghiệm của các bác đi mua loa, các bác phải để ý cái gân của nó, cái gân và cái nhện của nó, cái bát loa nó còn tốt hay không thì chúng ta phải nhìn cái nhện của nó. Thứ nhất là nó phải còn ở trên một cái mặt phẳng như thế này đấy, nó không có được trùng lên, giả sử nó lõm xuống như thế này là cũng không được, mà nó lồi lên cũng không được nhá, nó lồi lên này cũng không được đấy. Đấy, nó phải còn cân như thế này đấy, nó còn độ đàn hồi tốt, nhún nhạy nhận ấn vào nó phải có cái độ nảy ra. Thì người gân này, con nhện này đang còn rất tốt, gân thì nó đến mục thì nó chúng ta không nói rồi đấy. Đấy. Còn về bát loa thì trên bát loa nó có đề luôn cái chữ Mangau. À, cái màng loa này đây em đã nói rất nhiều về cái kinh nghiệm để đi mua màng loa, màng loa xịn của nó chúng ta nhìn là chúng ta biết. Đây này các bác nhìn thấy cái màng loa xịn không đấy, nó có một cái độ nhám của nó đây, cái màng loa đều các bác nhìn này đấy, một trời một vực đây, nhìn chúng ta là hiện đây cái chữ rất chỉ là đều ở bên cạnh này rồi. Em chưa nói là cái vấn đề là chất lượng côn của nó, nhưng mà cái màng này, cái màng này nó có cái độ nhám của nó rất chi là, nói chung là nhìn rất chi là khó miêu tả, nhưng ta thấy là cái màng này nó không chất lượng không tốt đấy. Nó không phải nói là cái vấn đề nó mỏng hơn đấy, nó mỏng hơn là đây này, mà này nó dày, chúng ta nhúng tay vào nó đã, nhưng mà cái độ nhám của nó rất chi là đẹp đấy, chúng ta thấy là cảm thấy là có cái độ nó xịn, nó chi tiết. Còn màng này thì thôi rồi, màng này em gặp một loa mà màng này là em bỏ, em không bao giờ em lấy. Màng này là màng điểu, màng bát này bát lai. Đấy. Đấy.
Đấy, và đã giới thiệu rất là chi tiết toàn bộ nội thất của nó. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với cửa hàng bên em nhé. Giá là 4.200.000 đồng ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả các bác nhé.